Vâng, kính chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với shop Zipman. Nay shop sẽ giới thiệu cho các bác một dòng Zippo Ga nhé. Đây. Rất là đẹp luôn. Chiếc này được làm bằng đồng nguyên khối và sau đó được cắt axit ăn mòn hình cây kiếm và cái mặt con sói đôi cánh nữa các bác. Đây. Và bên trên đây là dòng chữ Hán. Chiếc này dành riêng xuất ra thị trường châu Á. Đấy. Rất là đẹp luôn và cũng không bao giờ bay được màu luôn. Số hiện tại đang chỉ còn có một cây thôi các bác. Đấy. Và số cũng báo giá luôn là cây này là giá là 1 triệu 200 nghìn. Các nào ưng thì để lại số điện thoại bên phía dưới video nha. Hoặc có thể gọi số điện thoại đối trực tiếp trên màn hình. Đấy. Rồi tổng thể cho các bác này. Nè, cái này có bản lề 5 chấu. Khá là tròn và đều cạnh trên mặt sau, mặt sau của nó được đánh bóng và các cạnh của nó được đánh bóng nha các bác, không có họa tiết gì này. Cạnh của nó đây mục đáy này, cái này mục đáy lùi sản xuất năm 2018 đấy các bác, nhìn này, hàng chính hãng này. Chữ in ở dưới mục đáy rất là đều và đẹp nữa, rất là nét nhé. Bóc tem cho các bác xem này. Đây, mặt sau đây không có một họa tiết gì luôn, thì tiếng kêu nó sẽ như thế này. Đấy, tiếng kêu rất là hay nha các bác nha, rất thanh. Đây, vỏ bên trong nó như thế này, vỏ được làm bằng đồng nguyên khối. Đấy, rất là vàng luôn. Đây, ruột ga của chúng ta đây các bác. Đấy. Rất là đẹp luôn. Thì bây giờ em sẽ test cái ruột ga này cho các bác xem nha. Tắt đèn đi cho các bác. Đây, test ruột ga cho chúng ta xem này. Đấy. Rất là hòa hai kia nha các bác nha, rất là mạnh luôn. Đấy. Tầm này mà khó đốt xì gà thì thôi rồi. Đấy. Thì hiện tại thì shop đang ship siêu đi toàn quốc nha, các bác ở đâu cũng thế, trên mọi miền tổ quốc của Việt Nam thì shop cũng ship đến tận tay cho các bác kiểm tra hàng đúng hàng như trên video thì các bác nhận hàng và thanh toán là 1.200.000, shop bao ship cho các bác. Bác nào trên YouTube thì cho em xin một đăng ký kênh, một like ra nhiều video về Zippo cho các bác xem. Ok, chào tất cả các bác.